Emil xin kính chào khán giả nha. Quay trở lại video clip của buổi sáng ngày hôm nay thì bên Emil đang thực hiện test vào đến combo karaoke chuyển đi cho anh Diện có địa chỉ tại thành phố Vũng Tàu. Thì với cấu hình ngày hôm nay thì để cho ông anh chơi âm thanh ở không gian diện tích rộng khoảng 40-50 m². Này Emil sử dụng những cặp loa Mỹ JB cặp 4735X kết hợp với một súp Mỹ, hệ thống dàn máy cực kỳ đẹp mắt. Anh Diện đã đặt cọc tiền bên Emil rồi thì ngày hôm nay chúng em test để đóng gói gửi cho ông anh. Anh em nghe chất âm của hệ thống này, nghe tiếng quá mó của nó. Tiếng nghe của nó, chất nghe của nó đẳng cấp bạt quai luôn. Chữ tình hoặc là nhạc lời để đúng là hết thuốc rồi, ba tiếng đẳng cấp. Phủ âm gian rộng như này nhưng mà tiếng bát nó rất xa luôn. Kết hợp cả súp 50 nữa thì nó là hoàn thiện một bộ karaoke và nghe nhạc khủng chất lượng rồi. Bộ này nghe nhỏ tai rồi, em thấy tiếng gõ kèn của nó, tiếng gõ mõ ra công cốc luôn. Ôi, giờ sẽ test về tiếng micro. Này con mic xịn của JBL VMA anh em, quá chất lượng luôn. Mic cầm rất là chắc tay và đặc biệt là mic lời trung loa chống rít tốt. Sau đây bên em sẽ test một đoạn karaoke với một ca khúc vô cùng yêu thương được mang tên Nơi Đảo Xa, nhạc Trọng Hiếu và ca sĩ nổi tiếng hát bài này vẫn là ca sĩ Trọng Tấn. Ngày hôm nay anh em sẽ gặp anh Trọng Hòa trong ca khúc Nơi Đảo Xa. Trường Sa của chúng ta.
quen biển cả. Đúng không, cảnh karaoke gặp em yêu rồi, hết thuốc anh em nhá. Vầng chân sáng trên biển xa, vầng chân sáng ngoài đảo xa, nghe tiếng ngân nga giữa lòng ta, bao người ca quê nhà, cây trường xa ghi nhớ hoàng sa, quan đảo đớn yên ngang chân vùng xa ngoài xa, tháng năm cao cao quen sóng xa, quen gió biển. Nước hồn hồn hoang phơi ngàn thế mai thế, cánh chim hải âu bốn mùa về cùng mái mũi lan ơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh hải về ta nghe đời xuống mắt trên vai chân đầu núi soi hình anh ngàn đường đó nhắn về đất liền cánh buồn về ở đây đi yêu sóng sau mỗi mình đời tùy dù càng thêm yêu đây con tàu tuyệt vời để cho anh Diện đầu tư một cái combo karaoke ở trong cái khu biệt thự của nhà mình. Thì với cấu hình này thì em sử dụng cặp loa 4735X kết hợp với một cặp quần súp rồi, cộng hưởng cực hay, và đánh cho cặp loa 4735X ở giải cao, quần súp đánh giải sâu. Cấu hình sử dụng em sử dụng một con đẩy 3 kênh của hãng BF Audio, hàng xịn. Nói đến thương hiệu của BF thì một thương hiệu khá nổi tiếng và có mặt tại thị trường khá lâu rồi. Một trong những thương hiệu với sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ. Vang đồng bộ của BF. Một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ hệ thống và để sử dụng. Nghe nhạc thì em yêu sử dụng cho ông anh thêm một chiếc lọc GBC của Nhật Bản xịn. Với chạy 4 cầu điện khác nhau. Chạy 110, 100, 220 và 230V. Đủ 4 cầu. Anh em chuyển cửa như ở Việt Nam mình thì là sử dụng điện 220. Thì với một bộ mic của chính hãng JB V200. Thì đây là một hệ thống có thể đánh giá là hay, bền, đẹp và nghe nhạc nhỏ ngay, lớn thì càng hay và karaoke thì hết thuốc nhá anh em nhá. Một nữa xin cảm ơn anh Diện đã ủng hộ Trung tâm Hiền Mưu. Bên gì hết là chúc anh với bộ karaoke do Trung tâm Hiền Mưu Chí Linh, Hải Dương lắp ráp sẽ là hài lòng từ bà già đến trẻ nhỏ, từ bà cả đến bà hai nhá. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.